trời cao có lắc. Cũng xì lâu ông về lắc, xì lâu rồi ông về lắc, cũng xì lâu ông về lắc, xì lâu rồi ông về lắc, ông về lắc, xì lâu rồi ông về lắc, cũng xì lâu ông về lắc, xì lâu rồi ông về lắc. Đợt ốp đắc vừa rồi thì có ra chiến trường 10v10. Thì vị tướng Cafeni này có một chút chỉnh sửa. Thì để cân bằng với các sở xạ thủ khác thì mình sẽ nói cái sự chỉnh sửa đó cho các bạn nghe. Thứ nhất đó là cái chiêu thức đại bác á. Thì trước khi thay đổi thì mỗi phát bắn của Cafeni là 35 sát thương cộng với 15 sát thương trên một level và cộng thêm 25% công vật lý. Thì sau khi thay đổi là mỗi phát bắn thì sẽ gây 40, có nghĩa là tăng 5 và cộng thêm 10 level trên một cộng 10 sát thương trên một level. Thì giảm từ 15 xuống 10 thì trên một level, có nghĩa là sau khi thay đổi thì cái chiêu thức này bị giảm sức mạnh nha các bạn. Còn cái chiêu cuối, cái chiêu mà mưa liên thanh ấy, thì thời gian hồi chiêu nó sẽ tăng lên. Có nghĩa hồi trước đó là khi mà mát á thì mát chiêu cuối thì nó là 30 giây, nhưng mà sau khi update thì thời gian hồi chiêu sẽ là 40 giây, và sát thương vật lý của nó là 80 cộng 60 level trên một level, thì bây giờ nó còn lại là 75 cộng cho 55 trên một level. Thì cái qua cái phiên bản 10v10 này thì Cafeni có sự giảm sức mạnh, nhưng mà cũng không đáng kể các bạn, tại vì mình bắn theo sát thương thường thì hai cái chiêu này thì nó cũng không có gì quan trọng lắm. Thì các bạn quýnh cẩn thận hơn một tí thôi. Thì bây giờ tiếp tục mình vào game các bạn. Vào mình đã giết được một bạn Rajet rồi các bạn ạ. Thì sau một hồi cậu quay thì mình đã lên ganh được các bạn Rajet của tem bạn, và một màn đầu tiên cho mình rất là hên các bạn ạ. Vâng, anh theo nát với anh mập địch này làm gì thế, làm gì anh bắn chích cha liền trên đứng đó bắn. Thôi bạn gấu chó của tay bạn ra nhưng mà không làm gì được mình các bạn, làm sao mà làm được đúng không? Thôi mình phù về thôi các bạn, tại vì bạn gấu chó đi rừng của tay bạn đập đầu quá. Bạn gấu chó là một vị tướng sát thương gây sốc đam nên là mình phải cẩn thận một tí, chứ không là nó vô nó nhảy vào nó đập nó dẹn cái đít vào là mình vỡ mồm. Thì cố gắng ăn con rồng anh em ơi, ăn rồng đi. Ui trời, anh bạn rắc chim to của tem bạn đứng mai kìa. Thôi bạn mai thì bạn mai, mình cứ ăn đấy làm gì mình nào. Thôi nguy hiểm các bạn. Bạn rừng của tem mình không có vào ăn nên thôi mình phải rút thôi, chứ không có rừng thì không có trừng trị, không có trừng trị thì không thể ăn rồng được các bạn. Mà không ăn rồng thì không thể săn được. Dứt khoát là như vậy. Tại vì những cái level đầu thì rất cần cái con rồng để tăng level và tăng một lượng tiền nhất định nha các bạn.
Đấy, thì các bạn lưu ý là đi rừng là thường phải vô ăn rồng, còn mình AD thì mình phải vô mình trợ giúp cái con rừng, nhưng mà con rừng tên mình nó không vô các bạn. Thôi thôi thôi, anh câu chó làm gì thế, nhảy làm gì đâu, không có làm gì, mua lửa à, bắn chích cha mưa liên thanh này các bạn. Thì cái chiêu cuối này bị giảm sức mạnh nhưng mà không đáng kể nha các bạn, cứ bắn thôi, thì mình cứ dùng chiêu cuối. Và một số mẹo để quýnh cái con Caffeine là các bạn nên nâng mắt mát cái chiêu 2 nha các bạn. Chiêu 2 là cái chiêu quan trọng, tại vì một là nó dễ quay, ui chui, thôi anh grab anh kéo em chi, bật cái tóc chạy chạy các bạn ạ. Thì mình có cái tóc chạy nên là mình chạy rất là nhanh, có co giò mà chạy thôi chứ làm sao mà anh kéo được. Anh kéo mình nhưng mà mình phải bật cái chiêu chạy, mình chạy thôi các bạn. Mình sẽ AD thì nói chung là các bạn phải di chuyển một cách rất là hợp lý. Thì mình phải di chuyển hợp lý để tránh sát thủ của tên bạn nha các bạn. Thôi mình tiếp tục ăn rồng này thôi, mình phải ăn con rồng, rồng lộn này, kiếm miếng thịt rồng lộn đó ấy, rồng lộn này, chết cha rồng lộn rồi. Anh Garak là gì đó, bắn chiêu cuối và tiêu diệt anh Garak là các bạn. Garak chim to phải nằm xuống thôi, một chiêu cuối rất là bá đạo, giống như cái chiêu bắn cái viên đạn bay xà ra hình nón rất là đẹp các bạn. Thì thôi thì quất luôn cái trụ này chứ để làm gì đâu, trụ thì mình sấy một xí là đi củi rồi các bạn ạ, thấy chưa. Thì cái build đồ của mình với lại cái bản ngọc thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả và cái màn hình nha các bạn. Thì cái với cái build đồ này á thì mình sẽ là build đồ đi lan. Thì với những cái build đồ, ôi trời anh Garak làm gì đấy, anh qua thì cái bụi xanh anh bốc hơi rồi anh ơi. Rajet. Thôi, mình lùi tí các bạn. Tại vì tên bạn đứng ở chỗ đường mic rất là đông. Anh Garak, anh coi chừng anh kéo mình ra thì mình lo mình chạy các bạn à. Dòng để anh giết. Anh cứ còn quay đứng quằn làm gì gì đâu, làm gì thôi. Trên kia thì mình thấy là bạn gấu chó đứng núp trên kia các bạn. Mình hay nhìn bạn đồ nhỏ. Ui trời ơi. Cái tay của bạn rắc thò ra mình lòm né. À bạn bạn gấu chó đứng lại mày. Gấu chó mày là mày gấu chó. Gấu chó chết cha mày rồi. Chạy đi đâu. Vâng. Bạn Scoot quay lại và dùng một đấm không trượt phát nào các bạn ạ. Gấu chó phải lên bảng đếm số thôi, tự nhiên mình với bạn kia lên ganh làm sao mà bạn đó sống được đúng không. Gấu chó bị bạn gấu chó pha đó là bạn lướt 3 lướt rồi nên không thể chạy đâu các bạn, phải bỏ mạng lại xa trường thôi. Vâng, thì mình ăn 3 mạng thơm quá các bạn. Thì vị tướng Caffeine này bán rất là sướng các bạn. Mình nói chung là mình các bạn phải di chuyển một cách hợp lý, ăn đừng hổ báo gấu tròn, cứ mình đứng mình bán thôi, đừng cái xong lên trước, cứ để cho cái máy các bạn mà spot lên trước rồi AD thì mình phải đứng sau mình bán. Thôi mình vô mình đục cái trụ để cho rồi. Từ từ, không nên vội các bạn. Mình thấy Garak đứng đó nhưng mà mình không dám vô. Nhưng vô nó kéo vô trụ, nó hít dâm, nó thấy mẹ nữa. Hay, anh em bạn trụ thôi anh em ơi. Thì các bạn, cái bạn Garak đứng đó canh cái trụ, nhưng mà chiến này là mình phải dứt cái trụ này thôi. Có chết cũng dứt cái trụ này. Đó, đi trụ đứng đó canh giùm cái anh ơi, canh giùm đi. Canh giùm em đi, nhưng mà em phải em dứt cái trụ liền cho em để đó. Ê, trên kia chiến sự rất là triền miên, thôi mà lên mình dứt cái thằng này luôn. Bắn cho mày kênh tay, ui chùi ui. Các bạn Thu Lan dứt một phát, các bạn gia phích lên bọn em số liền các bạn. Ui trời, anh gấu chó làm gì thế, anh giọng đặc lắc rồi. Thôi thì anh lên đường nha. Vâng, thì nói chung bạn gấu chó mà bạn ra bắn giọng cái đích mà trật lắc thì bắt xác định đó các bạn. Đánh skill mà các bạn dùng skill nhiều mà trật thì có vẻ là phải lên đường đếm số thì chứ không thể nào ở lại được, đúng không? Đấy, thì các bạn đi lane á thì các bạn nên dùng cái tốc hành nha các bạn, tại vì Caffeine là nhờ cần cái tốc đánh và tốc chạy. Thì tốc đánh thì cũng không cần lắm đâu, tại vì tốc đánh thì nó bao nhiêu cái tốc đánh của bạn nó sẽ chuyển qua sát thương hết nha các bạn. Tại vì ui trời cho nguy hiểm quá, tao chạy các bạn, mình phải ấn tí vào nè, nó mắng chạy làm gì ghê à. Thì nói vậy thôi chứ không nên hổ báo các bạn. Cầm AD mà hổ báo có chỗ vô đập cho sách mặt ra bây giờ.
Rồi thì mình đi farm thôi các bạn. Friend chưa lên đánh thì mình cứ mình đi farm, farm cho có tiền rồi sau này mình căng mấy bạn đó chứ đúng không? Ý rồi chết cha, ý bị kéo kìa. thì các bạn bạn anh NT của tụi mình bị kéo nhưng mà bạn rất là nhanh tay. Ui trời, gấu chó. Ui trời, mình đổi chiêu mình bắt thật lắm rồi các bạn. Thôi đổi chiêu thường bắn. Ra chết làm gì đây? Sấy luôn, máy lúa máy mì máy mày quất mày. Vô mày. Oh, thứ gì đâu mà phải sáng đúng không? Vô lúa máy mì máy chứ làm gì mà ghê hả? Làm gì mà căng. Bạn ra chết vô sức mình không chết là bạn đó phải lên bảng đánh số các bạn. Thì đối với cái vị tướng cà phê này thì các bạn nên lên cái cung bảo tố, cái cung mà hút máu các bạn. Khi mà bật lên là hút máu nhiều ấy. Thì cái cung đó là rất là lợi hại đúng đối với cái vị tướng này. Khi mà tên bạn shoot ở đây, trời thôi rồi xong sai lầm của mình rồi các bạn ạ. Tiêu đời rồi. Thì mình pha đó mình tự nhiên mình bấm chiêu cuối mình đứng mình bắn cuối cùng thằng gấu chó ra nó đập một phát kê không còn cái mảnh giáp nữa các bạn. Ta lên bảng đếm số ta. Tàu gắt mày lắm rồi ngày gấu chó nha. Thì thôi thì cúng cho bạn tên máy một tên bạn một mạng có gì phải căng đâu cái chứ. Rồi tiếp tục đi lên thôi, farm mấy con quái bên cạnh đây kiếm ít tiền nó sẽ củng cố cái lượng tiền của mình lên các bạn ạ. Thì các bạn thấy không, cái farm rừng rất là nhanh, bán chi mạng liên tục. Đó, mình nhảy 500 mấy, nhảy liên tục. Vâng, thì mình trên kia chiến sự rất là nhiều. Thôi mình lên mình giết thôi, lên sao lên, sao lên anh em. Quất cái chiều cuối vô. Trời ơi sao không chết phần nào anh này. Vâng, chiều cuối bị giảm sức mạnh các bạn. Thôi thì mình đổi chiêu bắn thôi, dứt đổi chiêu một quất bùm đó con chết thế gì các bạn. Ê rồi thôi xong rồi. Trời ơi mình bắn một phát mà cuối cùng gấu chó ra nó đập mình veo mồm nó mà thằng này bực cái mình với thằng gấu chó thiệt hết chứ. Mình ra mình tiêu diệt hai thằng kia cuối cùng nó nhảy vô nó giọng cái anh tiêu giọng cái đít xuống đập cái đuôi quá mình tốt ơi đầu thế. Vâng, thêm thì anh mình chỉ sợ mỗi là gấu chó của tên bạn các bạn. Đúng là AD thì rất là kỳ các bạn, như cái mấy bạn gấu chó này, bạn ngộ không này, mà Wheeland rồi đó các bạn, thì thường hay kỳ mấy các bạn đó, sát thủ vô gõ một cái là bốc hơi à. Thôi tiếp tục mình đi farm tiếp thôi. Thì cứ mình lên mình farm mấy con quá nhỏ nhỏ hai bên đường này xong rồi mình đi lên mình tụ họp lại với tem và ăn kinh công này các bạn ơi. Đó vô ăn kinh công thôi chứ có gì đâu phải sáng. Ui trời ơi thử mình ăn thứ con kinh công này có nó có mình có được không nha. Quất kinh công. Ui sao nó không ngứa vậy đè. Ui trời. Quýnh kinh công lập phát gặp chết các bạn ạ. Trời ơi kinh công nó cứng quá. Đấy thì sau cái phiên bản update 10v10 này thì cái kinh công với lại cái không phải các bạn xe xa, cái con kinh xe xa các bạn mình hay quen gọi kinh công. Tại vì ui trời ơi nó quýnh gần chết rồi các bạn. Thôi phải lùi ra thôi mình bắn anh tì vô cho nó chắc. Chứ đứng ngoài nó đập trong phát nữa thì có mà veo mồm. Đấy thì các bạn lưu ý là cái phiên bản update lần này thì cái các sức thương của cái các con rồng hay là cái con Caesar nó sẽ tăng sức thương và cái giáp nó nhiều hơn nha các bạn. Thì đánh nó sẽ lâu hơn nên là muốn mà ăn nhờ được nhanh thì các bạn phải kê tem vào để mà quýnh hậu động với nó nha các bạn. Chứ đứng một mình nó đập cho viên mồm á. Tại vì mình cũng máu không bao nhiêu mà cái con rồng nó lại thôi chỗ đây mình bán cái đá từ từ anh gấu chó ra chết mẹ mày rồi. Gấu chó ơi tội mày quá mày ra đây làm gì đó dứt luôn bắn anh ti chết ti anh ti anh ti chết hai lần rồi các bạn rồi ra dép này xong luôn ra dép này thôi rút ý. Thì nói chung là mình cứ đứng sau mình xả sát thương nữa các bạn. Nếu mà Cafani mà cứ được xả sát thương thì sát thương của Cafani rất là lớn tại vì bán thường liên tục á. Hay được triple kill ngon lành kinh đào. Sướng các bạn. Thì mà cầm Cafani bắn rất là phê.
Thì nói chung cái lan cái ranh tinh anh này rồi thì may mắn sao tự nhiên các bạn chắc là nghĩ Caffeine bị giảm sức mạnh nên là thả Caffeine ra thì mình bóc Caffeine mình bắn cho veo mồm hết ra. Rồng thì không phải là đối thủ của mình rồi các bạn. Bây giờ mình có cái vòng hút máu rồi nên là bắn hút máu lại rất là nhanh. Thì cứ đi farm liên tục thôi. Thì cái vòng hút máu của mình nó hút lại máu rất là nhiều nên là cứ khi mà các bạn khi mà bị sát thương thì lo bấm cái vòng hút máu liền các bạn. Ơ trời, cậu chó bấm vòng hút máu này. Đó, các bạn thấy không? Thấy hút máu không? Ghê không? Ghê không? Cậu chó mình sắp sát thương mình còn xíu máu mình bấm một phát hút lại mớ máu liền các bạn ạ. Ghê. Thấy ghê. Ấy thì nói chung là cái vòng hút máu rất lợi hại nha. Nãy anh có mày chạy đi đâu chạy giùm đi. Trời ơi, sát thương kìa. Ê hút luôn cái trụ. Thôi nó bắn ghê quá các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn theo nát mình đúc cái súng vô cái đít của bạn theo nát đẩy đi củi liền. Sát thương to quá mà đứng bắn thì thôi chứ đó sao mà chịu chứ nổi đúng không các bạn. Thôi cày luôn cái nhà này luôn cho rồi, ra làm gì nữa, cái nhà anh bể rồi anh ơi. Vâng thì các bạn thấy clip vui hài và bắn hay thì xin một like và một lượt subscribe.